Thanh Hà Giang. Pin Hồng Thương Điếp mời Pin Hồng toàn nghe chương trình hát thén hát còi cầm tay của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Giang. Khai con chương trình phần này, Trọng Quyết triển bài then Chữ Ơn Đảng Bác Hồ. Sim mà hai chữ bạc hồ chữ đàng xin pi ơn bạc tay đông luồng về của hàng khâu phía thêm mắn mày buốt bự tới gần đây cầm nơ đó im mời mi điên lùng khúc tính lừa thi mi đài tính cầm thơ lo lắng anh nòng mi bút xét quầy son ơi á hành thầy cô nòng ý ơi bạc quầy quầy bong lan đĩa thương chữ bạc văn mà dưỡng trên khu bóng bạc vần nhằng du chơ cỏ khóp đông phủ Việt Bắc quay đỏ phủ Việt Bắc ăn ắc buốt hiệu lại mày mắc phong hòm lại lắm mời cần cần chữ trường chắp áo thề xe mày mắc thêm pịa mưa nà ơi văn xuân thêm rung ràng thi phuông bao sao nềm tàng luống khua khước ơi chúc mừng văn hội xuân lông tùng chữ ơn đảng ơn bác xin kỳ. Hoàng Xuân Hàn triển tiếp chương trình bài quan làng sao lùa lồng lang. Kinh trường mưa nó linh kinh mắt tinh thông tớ nơi nó lý ngữ hồi năm khai tờ mưa tinh tinh nó nặng đùa các a tinh tinh nó ba mẹ lúa đôi ẻn nhan tờ mưa nơi đỉnh các nó đời xưa vua tật lễ phân lòng nữ kha xuất tổng phu mỹ lê mưa ý đầy cấn kè liền coi cải má bay gặp nơi ra tê coi dù nở po mẹ áo à lùng ta dù bướng lăng thông tha lầu tre kinh hí hà phăng khua giờ đây khỏi gió lùa lông lang âu bay hờ hó hàng khỏi chùm chiêng song nâu bóc lồng đang ngơ và bay mình và nở lũ đầy nở nói bê tăng quay bâu lót và bay vào lối đốc trang tàng nhược chấp vua hàng trang xuất kha coi dù nở po mẹ áo à lùng ta dù bướng lăng thông tha lầu tre kinh hí hà phăng khua giờ đây khỏi xó lùa lông lang áo bay lại đắm tang tổ tiên
tay nà hư xiên niên bát tới nó thiếp phép cùng bước na hà phép cùng bước lăng cùng như phà che khăm ngâm như phà che đẹp tay hư chụp nọc em bắt mẹ tay hư chụp vắng anh to bác nó phường hoang bên na bóc ma chùm na tang sinh ký lên nó lăng lướn sinh năm bé đời xưa vua tật lễ phân lòng linh kinh mắc tính thông tơ lời nó lập đũa mà thân trốn lá thôi coi du nơ ta tai lụng ba lầu che kinh ý hà phăng khô giờ đây khỏi xó lùa lông lăng với du nơ các á bán quê du chờ năm chữ che hư khói đông xuân là bầu nổi nhắng lại coi du nơ ta tai lụng ba vạn mưa thân niên thiếu kính chờ phong nắng coi chúa căn lòng lang là thôi nó. Tiếp chương trình phần này, Hoàng Thị Xoan triển bài yếu chồng biết khẩu. Biết khẩu phong hôm ẩu mùa vàng toàn nọ muốn phải mà tô kế nà ơi bởi chừng tài bỏ mẹ bao thương ơi chẳng thúc nổi thòn thình đầu tự biết nà ơi pì biếc nòng pì nhăng mi rượn các bao lò ơi nòng biếc pì nòng phải kinh số mọi chữ ơi nằm tỏ phăng nhăng mi mử bướng lăng ơi cứ non nhằng phản ăn tỏ ná ơi ơi biết khẩu phong hôm ẩu mùa ba ơi tòn nòn muốn phải mà tô kế nà ơi bởi trường tài bỏ mẹ bao thương ơi chẳng thúc nổi tòn thình đau tự giác nà pi piang nong pi nhang mi rươn các bao lò nong ơi piak pi nong phải kinh số mọi chữ ơi nằm tỏng phăng nhang mi mử bướng lăng ơi cứ nòn nhằng phản ăn to nà ơi bao cha
đẹp rủ bàn khóa chú Phương. Ơi văn phải nòng sò phạt bờ thừa khảo hòm lương hậu pin à. Hoàng Thanh Phong triển bài then bồ đội hứa dân kiến thiết cảm cú Hoàng Văn Chứ. Đội bay tưng tưng sở quay nước yên trăng mà nay kiến thiết bang theo tình thương điếp mùa xuân trăng phân từng quân dân thương chứ. Tham thêm bì thùng nô quanh đáng bộ đội vận tiến quân khấn khai hòa bình càng hăng hai khấn thêm và dân kiến thiết mến tới mơ. Phân cảnh tiên lầu đà hắn vương ná chùa căn hắn lượn hoa lúng loang cần có trắng dầu sang tới nãy. Dầu sang thế âu bay vằn lăng vằn nay lầu chùa căn khoái lô bộ đội hứa lệnh hứa dân nhân dân cõi hẳn kinh hở tiến. Cao Văn Công triển tiếp chương trình bài then Mùa Xuân Quê Nòng, cảm cú Cao Văn Công. Quê Nòng mì vườn mắn vườn tao xuân mà đốt đáo khao nửa cam nhị đốt hòm lùng quang tùng hương hòm khấn thằng tơ lượn khâu khôi xinh xinh sáng đốt tối bằng đào xuân qua mà kết trao cành tôn xuân vui mười lấy ôm húm là lùm phương bắn lo là lùm lùng mày đông là trang lúc trang xuân nổi phất là phòng tên lùm thím thím đốt mạnh lần thông kiếm nửa hồ thinh thân á tình khó chính cầm thù dân tề khá thân cáng mày tàu đường xứng đao đen đốt tàu cung chung thùng chung tỏi mày thấy tỏ tung lối vườn à cáng tên cáng tùng tòa lạc chát lạc mắn kha dù mới xa lắm mà mùa xuân thân đốt hoa tím đúng Việt Nam mỹ truyền thống tâm hưng vườn mắn à tàu tím đông mắn chát trong đầy lùng mới đốt mới anh hùng mời bơ bền tướng bên đàn bánh tí xuyên tí trước mắn văn xuân ơi, anh hùng tiếp
anh hùng tây nhạc xuân tiếp đó xuân đốc máng hòm ngoan mắn cung đốc lung hoàng thị mu vườn mắn tàu mắn tựa đán là trắng thân chúng năm mà phát khá già mong quá hà lộm quá tháng luôn viện tổ quốc điểm thương mãi mãi đốc ma tàu cùng cái tên mương ơi quê non đốc lưng đường thì mùa dân đoàn kết thì mùa cháy đầm chứng hạnh phúc mời bàn sung sướng đáy nhộn thân tùng dâng bàn xuân ơi quê non mì vườn mắn vườn tao ơi xuân mà đốt đáo cao nửa cán nhị đốt hòm lùng quan tùng mương hòm tiến tặng ra đường khâu cuối xinh xinh sang đông tối bằng đào xuân qua mà kén trao cầm tón xuân vui mười lấy ón hôm là lồng phương băng lo là lồng đông mày đông là chàng lúc trang xuân nổi phải là phòng bên lồng thím thím đớp mặn lên thông kín nửa hồ thinh thân ác tìm khó chứng cầm thù dân tề khá thân mày tạo đường xứng đao đen góp tạo tung chúng thùng chúng tỏ ý mày thấy tỏ tung nói vườn a cáng tên cáng tung tòa lạc cát lạc mắn kha dù mới xa lắm mà mùa xuân thân góp hoa tem lúng Việt Nam mỹ truyền thống tâm hưng vườn mà là tàu tem đông mắn chán trong đầy lồng mời đốc mời anh hùng mời bơ tên tướng binh đàn bắn tuy xiên tuy trượt mắn vàng xuân ơi anh hùng tiếp anh hùng đầy nhạc xuân tiếp xuân đốc má ngòm ngoan mắn cung đốc lùng vàng thì mua vườn mắn tàu mắn tựa đán là trắng thân chung năm mà phát khá già mong quá hà lộng quá tháng luôn biển tổ quốc điểm thương mãi mãi đốc mắt tàu cùng cái tên mương ơi quê non đốc lùng đường thì mùa dân đoàn kết thi mùa cháy đầm chứng hạnh phúc mời bàn sung sướng đáy nhộn thân tùng dân bàn xuân đời you know.
cô mi hồng phố lùng đằng mấy mưa hạ ơi cùng cơ mi nở vắng khu mày mắt mà tôi tu hôn hề mỗi cần dùng thu rễ bằng an
Phần tề thú chương trình văn này, Nguyễn Thị Bích chiêm bài còi, hệt bà lang mơ, cảm cú Nguyễn Thị Bích. Chênh pi này được phong hóm ngoan, cùng như ra bản làng tôi mơ. Mưa con ra chiều đắm xeo khắm, ba súng xem ba tắm vất la. Này mỹ điện đài sắp rung, trang khắm cũng như rung trang văn, mọi công việc tung ra hết đấy. Nọng ra vui vẻ mọi cần, tàng nâng cấp sông xe sông bán, tàng quốc lộ sông hàng xe bay, hắn tàng quảng tàng đây vui quá ơi. Bay lá phẳng hoa, làng bản đầy bay em đôi mái, bao đầy lươm cần kề hiên đất hát nai tàng, chứng đầy hăn lời mỏi tàng kinh chú. Ra quét tâm thực hiện dần dần những công trình vệ sinh tối mơ, cấp trên đã nhắc nhở phiến lại, giờ này bản khang trang sông xoáng. Ra quét tâm thực hiện tiến xa là ơi. Vì nòng thương điếc, chương trình hát then hát còi cầm tay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tháng này lề thướng.